Xin chào các bạn, có rất là nhiều người, nhiều nguồn thông tin và những nhận định khác nhau về cái sự khác biệt trọng tâm trong cái việc người đàn ông và người đàn bà thể hiện thỏa mãn về vấn đề tình cảm. Tuy nhiên thì mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau để nhìn về sự việc đó. Thì hôm nay video này của Sống Tình Yêu sẽ đem đến cho bạn một cái góc nhìn khác về cái vấn đề là phân biệt rõ ràng cái chuyện mà người đàn ông cần và người phụ nữ cần trong vấn đề tình cảm, đặc biệt là nói đến cái tính thỏa mãn của đối tượng mà bạn đang quan tâm, đang yêu, đang sống cùng, là bạn đời hoặc bạn tình. Thì trong cái vấn đề mà rất là nhiều người cũng đã chịu cái sự ảnh hưởng của những cái nguồn thông tin từ ngày xưa, bởi vậy nên là người xưa người ta cũng đúc kết một cái câu mà thâm thúy rằng lấy đàn bà thử đàn ông, mà lấy vàng thử đàn bà. Tại sao mà cái yếu tố người phụ nữ lại được đem ra như là cái sự cạm bẫy, như là cái sự mời chào một người đàn ông nào đó để đánh giá xem người đàn ông đó có đủ bản lĩnh, có đủ năng lực để vượt qua được cái sự thử thách là một cô gái đẹp hay không. Rất là nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sự nghiệp, đánh mất tất cả mọi thứ thuộc về bản thân vì chiều lòng một cái cô gái đẹp nào đó. Và hiện tại chúng ta vẫn biết có một số các gương, khi mà người đàn ông đó giàu có, yêu thương một người phụ nữ nào đó, muốn làm cho người phụ nữ đó vừa lòng, mà người đàn ông đó chấp nhận đánh đổi mất tất cả mọi thứ, mất cả gia đình, mất cả sự nghiệp, thậm chí còn phải vào tù, bị án bắn, nhưng mà người đàn ông đó vẫn chấp nhận. Bởi vì sao? Vì yêu một người đàn bà. Thế nên á, người ta nói rằng lấy đàn bà thử đàn ông là cái điều rất là chính xác. Và tại sao người phụ nữ lại không lấy đàn ông để thử chính mình? Bởi vì cái sự khác biệt về giới tính nó đã phân định một cách rất là rạch ròi giữa người nam và người nữ, cấu trúc bộ não về những cái vấn đề sinh học, hai phái nó đã khác biệt. Và cái nhu cầu lớn nhất của người đàn ông là thỏa mãn về tình cảm. Phụ nữ cũng có, nhưng mà cái mức độ nó ít hơn người đàn ông. Về cái tôi của người phụ nữ và người đàn ông nó cũng khác biệt. Ai cũng có cái tôi hết á, nhưng mà đàn ông thì lớn hơn phụ nữ. Và cái vấn đề trọng tâm hơn nữa là khi mà một người phụ nữ muốn được yêu thương thì người ta hay đi tìm những cái cuốn sách, người ta muốn biết cái bí quyết nào để làm cho người đàn ông yêu thương mình, không bỏ được mình. Có nhiều người nghĩ đến cái việc mà mua bùa yêu. Đó. Bùa yêu nó chỉ có giới hạn và hiệu lực, giống hệt như một cái sản phẩm nào đó hết hạn sử dụng á, thì nó sẽ hết linh nghiệm. Vì có một số các loại bùa vẫn được xác minh là có hiệu lực một cách ma quái mà không ai chứng minh được. Nhưng mà hết thời hạn thì lại không làm gì được hết, lại phải đi mua một cái lá bùa mới. Vậy chính cái người mà đang có nhu cầu về tình cảm phải luôn luôn chạy theo cái mua bán đó để được những cái gì vô hình về mặt tình cảm cho chính bản thân họ. Đó là nói về những lá bùa linh nghiệm nha. Còn nói về những lá bùa mà bị lừa đảo thì chẳng có ích lợi gì hết. Và khi người ta đã thật sự yêu thương nhau thì không cần phải dùng bùa. Khi người ta đang ở trong cái cơn say, người ta đang mê nhau thì cần gì bùa. Cái vụ mà mua bùa chỉ dành cho một người phụ nữ mà có cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi, mình yếu thế trong một mối quan hệ, mình đang đứng ở cái thế khập khiễng, mình thấp mà họ cao, họ không yêu mình mà mình muốn yêu họ, mình mới phải dùng đến cái chiêu thức dùng bùa để trói cột một trái tim nào đó của một người đàn ông mà họ đang muốn rời xa người đàn bà đó. Còn cái vấn đề trọng tâm của người đàn ông và người đàn bà, rất là nhiều người đàn bà đi tìm cái bí kíp. Mà thậm chí tôi cũng đã từng tiếp cận với một người thứ ba. Người thứ ba này rất là rõ ràng, thẳng thắn và không có gì e ngại khi mà chia sẻ rằng trước đây khi mà cô có chồng, cô thấy mọi người đàn ông đều ham dâm. Tức là người đàn ông nào quen phụ nữ cũng muốn ngủ với người phụ nữ đó, muốn lên giường, muốn khám phá thân thể của người đàn bà. Nên cô mới nhận thấy rằng cái người đàn ông người ta rất là ham người đàn bà, ham cái phút giây khám phá, thỏa mãn giới tính của bản thân. Thế nên là cái câu nói mà lấy đàn bà thử đàn ông lại đúng trong trường hợp của người phụ nữ này. Khi mà cô lấy chồng,
Rồi khi mà cô bắt đầu có một cuộc ly hôn thì cô nghĩ rằng tất cả mọi người đàn ông sẽ yêu thương cô, sẽ thích cô bởi vì vì vấn đề tình dục, vì cơ thể cô đẹp, vì khả năng giường chiếu của cô cao, có kỹ thuật nên là người đàn ông nó sẽ mê đắm. Nhưng mà qua rất là nhiều cuộc tình chớp nhoáng chóng vánh xảy ra, và cô cũng là một flager, tức là một người phụ nữ xem những cái cuộc yêu đương là chiếc áo mặc vào cởi ra và chẳng nghĩ ngợi gì hết. Giống hệt như phương Tây, tình một đêm hoặc là tình 2 3 đêm đối với cô là chuyện hết sức là bình thường. Cô cũng chẳng thèm nhớ nghĩ đến những cái người đàn ông mà cô đã từng chơi qua đường. Dùng cái từ là người đàn ông bị cô chơi qua đường. Cô không đau khổ, cô không tổn thương, cô chỉ xem đó là bữa ăn. Thấy người đàn ông đó ngon thì cô muốn ăn thử, cô nếm thử, sau đó rồi cô ra đi. Và người đàn ông kia cũng chẳng tổn thương gì, và cô ta cũng thế. Cô ta giống hệt như một người đàn ông tìm cái sự thỏa mãn cho mình, và cô mới rút ra một cái kết luận là đàn ông theo cô nhìn thấy là ham muốn tình dục. Nhưng nếu người đàn ông nó không có tình cảm thì cái vấn đề trói buộc về tình dục với người đàn ông dường như không có ý nghĩa. Các bạn nghe kỹ nhé. Không có ý nghĩa. Trải qua rất là nhiều cuộc tình, 5, 7, 8, 9, 10 cuộc tình với từng đó người đàn ông, thì cô mới nhận ra một cái kết luận rằng xây dựng tình cảm nó phải dựa trên cái vấn đề là hòa hợp về tâm tư, về rất là nhiều mặt nữa kìa. Nếu mà người đàn ông á mà thích một cái cô gái nào đó mà bởi vì cô gái đó quá đẹp, thì bởi vì cô gái đó sở hữu cái nhan sắc hoặc là một cái thân hình cân đối nảy nở, gọi là vòng một đẹp, eo nhỏ, vòng ba căng tròn, thì cái yếu tố sắc dục sẽ đánh mạnh vào trong cái điều kích ứng của người đàn ông đang cần, đó là muốn thỏa mãn, giải phóng năng lượng và muốn gần gũi một người đàn bà theo cái nghĩa xác thịt đúng nghĩa nhất. Nhưng mà để giữ chân được người đàn ông, để mà người đàn ông đó yêu thương, để người đàn ông đó kết hôn, thì lại phải dựa trên những cái yếu tố khác liên quan đến học thức, nhận thức và những cái vấn đề gọi là xây dựng tình cảm bằng những cái việc gặp gỡ, giao tiếp hàng ngày. Tức là nền tảng yêu thương nó không thể là ở trên cây khi mà cái nền móng cơ bản không xây từ dưới một cái mặt bằng kiên cố. Những ai vội vã chạy theo cái cơn cuồng dục để mà đạt được người đàn ông đó và nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ chết mê, chết mệt mình bởi vì mình có khả năng làm tình giỏi, mình rất là điêu luyện, thì thật ra mà nói á, trong cái giây phút đầu tiên họ sẽ đắm chìm vì điều đó, nhưng mà về lâu về dài á, sẽ không được. Nhưng mà để hỏi rằng cái sự khác biệt lớn nhất của người đàn ông và người đàn bà là gì, khi mà bước vào một mối quan hệ, khi mà họ yêu nhau thật sự rồi nha, thì cái việc mà người đàn ông làm cho người phụ nữ thỏa mãn về tinh thần sẽ đạt được cái cảm giác thỏa mãn về tình dục cho anh ta, và người phụ nữ sẽ mở rộng cái tấm lòng của mình, mở rộng cái tình cảm cũng như đón nhận cái cuộc vui ân ái đó bằng cái sự tự nguyện và thỏa mãn hơn, thoải mái hơn trong cái việc đó. Còn đàn ông á, khi mà họ giải phóng được năng lượng của mình, họ thỏa mãn về cái phút giây xác thịt cộng với tình cảm trước đây họ đã từng có cho bạn, thì cái điều đó sẽ là cái sự bền chắc khi mà họ muốn gần gũi hoặc là họ muốn lâu dài cùng với một người đàn bà nào đó. Chúng ta vẫn thấy rằng có rất là nhiều người đàn ông đã bỏ vợ đi theo một người đàn bà trẻ hơn, đẹp hơn, và người phụ nữ đó chắc chắn là kỹ năng giường chiếu giỏi hơn người vợ cũ. Vấn đề ở đây, nhiều người phụ nữ là vợ có một cái góc nhìn tiêu cực và cho rằng người đàn ông đó vì tình dục mà chạy theo người đàn bà đó là hoàn toàn không có căn cứ một cách xác đáng. Bởi vì người đàn ông đó cũng đã có tình cảm cộng với cái việc mà họ quan hệ tình dục thỏa mãn với cái đối tượng bạn tình mới, gọi là người thứ ba hay là một người đàn bà nào đó khác vợ. Họ đắm chìm vào cái thế giới đó và họ thấy rằng đó mới là cái ý nghĩa thực sự của mình. Khi mà ở bên cạnh một người phụ nữ, họ quan hệ tình dục, họ gần gũi không có được. Họ không có cảm xúc, hoặc họ chán, hoặc họ sợ, hoặc là họ không có hứng thú. Với người phụ nữ mà họ rất là quý trọng, mến yêu
Hoặc là một người vợ rất tốt, không chê được cái gì hết, nhưng mà vấn đề kỹ năng giường chiếu quá hiền và sống một thời gian rất dài, bản chất người phụ nữ đó không thể thay đổi được. Cho dù thay đổi đi chăng nữa thì người đàn ông cũng không thích cái kiểu cách, cái con người đó nữa. Các bạn hiểu không? Đây chính là những cái điểm mà rất là trọng yếu trong một mối quan hệ bị phá vỡ. Có thể nói rằng người đàn ông không nhắm vào chính yếu, tình dục là quan trọng nhất, nhưng mà đã chiếm đến 89% trong cái việc người đàn ông xây dựng một mối quan hệ. Khi mà một người đàn ông tôi đã từng gặp được và họ nói thẳng thắn với tôi rằng cái người phụ nữ mà anh ta muốn cưới á, là cái người phụ nữ mà trong rất là nhiều cô gái anh ta đã gặp, nhưng mà anh ta gặp cái cô đó là anh ta muốn xé tươi nuốt sống cái cô đó, tức là anh ta có một cái cảm giác tình dục mạnh mẽ với cái người phụ nữ đó chứ không phải là người khác. Thế nên là anh quyết định chọn người phụ nữ đó. Trên mặt bằng chung thì tất cả mọi người phụ nữ đều có ăn học, địa vị, học thức và nhận thức giống như nhau, nhưng mà vì cái đó nó trội hơn ở những người phụ nữ khác, mang đến cho anh ta cái cảm giác đó, mà anh ta chọn người phụ nữ đó là bạn đời của anh ta. Có những cái vấn đề thuộc về cái góc độ nhìn nhận giới tính, tình dục giữa phái nam và phái nữ, nó đã tạo nên cái sự khác biệt giữa hai cái người cùng mong muốn đi đến hướng tình cảm. Với đàn ông, nếu bạn thỏa mãn được tình dục cho họ, họ sẽ đáp ứng tình cảm cho bạn. Với cái vấn đề là họ phải thực sự là người có tình cảm với bạn trước, chứ không phải là thúc đẩy một cái mối quan hệ đầy xác thịt, đầy tính dục, đầy gọi là mang cái tính mì ăn liền thì lại không đạt được kết quả. Vấn đề ở đây là người phụ nữ phải biết cái giai đoạn nào, thời điểm nào người đàn ông đã yêu thật mình. Và cái việc quan hệ tình dục cũng phải căn cứ dựa trên cái sự tự nguyện, cũng như là bạn phải hiểu về những cái biện pháp tránh thai, phòng tránh bệnh. Nó sẽ bảo vệ tốt hơn cho những người phụ nữ hoặc những người đàn ông khi mà họ xem cái việc thích nhau, gần nhau và quan hệ tình dục là một cái chuyện không có phải là đợi ngày cưới mới có thể ở gần bên nhau, hoặc là họ cũng không căn cứ vào việc mà phải xin phép cha mẹ hoặc là phải có hôn sự mới có thể gần nhau được. Đây là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với bạn về những cái sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.